Thưa quý vị, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Đình Kỳ, trú tại thành phố Bà Rịa và Phan Hoàng Bích Tiên, trú tại tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Tối 20 tháng 11, tại cả tư đường Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Phan Linh, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hai chiếc xe ô tô đã cố tình tông vào nhau khiến nhiều người đi đường hoảng sợ. Theo camera an ninh ghi lại, ban đầu xe ô tô do bà Phan Hoàng Bích Tiên lái, đã cố tình tông vào đuôi xe do ông Nguyễn Đình Kỳ lái. Ngay sau đó, ông Kỳ quay đầu xe lại rồi tông trực diện vào đầu xe bà Tiên hai lần. Sau khi tông xe của nhau, cả hai lái xe rời khỏi hiện trường. Nhưng ngay trong tối ngày 20 tháng 11, công an thành phố Bà Rịa đã tìm được hai tài xế và yêu cầu đưa xe trở lại để dựng hiện trường, xem xét sự việc. Một ngày sau, Công an thành phố Bà Rịa đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp để xác minh về hành vi của hai tài xế. Đến hôm qua 24 tháng 11, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bà Rịa đã phê duyệt quyết định gia hạn tạm giam hai đối tượng để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Còn hành vi gây rối trật tự công cộng đang tiếp tục củng cố để xử lý.